Thế bao lâu rồi, có nhớ không? 3 tháng rồi. 3 tháng nay rồi không được ăn bữa thịt nào à? Vâng. Thịt lợn thì bây giờ đắt rồi, để ăn cơm cá khô là may mắn lắm rồi nhỉ. Ồ. Với lâu lâu hè đi được bắt cá đúng không? Thế sao bà không thịt gà cho ăn? Chào toàn thể quý cô bác và anh chị, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của vợ chồng em Cói. Chúc quý cô bác có một buổi tối thật là vui vẻ ạ. Ngày hôm nay thì chúng em đã gọi vật liệu. Đây thì chúng em lấy lại là lấy gạch trọn anh nhỉ. Đây là chúng em lấy gạch là 900 đồng một viên. Anh xem chất lượng gạch xem có giòn không ạ? Có. Đấy, trước đó thì vợ chồng em Cói là có nhóm chú Điền Vũ, bao gồm có là chú Điền Vũ này, cô Mimi Trần và chị Kelly ạ, thì có gửi cho chúng em một số tiền. Chúng em đã chi hết các khoản rồi. Đến hiện tại thì còn 3 triệu 600 hơn một tí nữa. Em có sẽ để cái file ở đây nha. Đấy, hôm nay thì chúng em mua một con gà 2 cân với lại mua 2 cái áo cho bà, mua thêm dầu gội, mì tôm, 2 cân cá khô, 1 cân cá khô cho bên nhà em Ong, một bên thì cho 1 cân thì cho bên nhà ba bà cháu. Và chúng em có mua thêm gói miến ít hành gia vị để mà tối nay chúng em sẽ lên ba bà cháu nấu cơm. Ba bà cháu là hôm trước ý, em có hứa là sẽ mua gà lên để mà nấu cơm cùng các em ăn rồi. Ôi, các bạn đi chăn trâu về muộn thế. Ôi trời tối như này. Tối quá. Đâu? Đối bên kia anh ạ. Còn lại mấy cái bạn ngõ ấy. Ngày tối này cần mở. Gà đây, cầm sách vào nhà cho cô. Đây cái túi này. Cái này là 2 cái áo cho bà đây để cô cầm cho. Cho bà. Đây. Bà ơi, đây là con mua cho bà 2 cái áo. Cho bà mặc. Mình bỏ cái áo rách kia đi nhá. Đây. Vâng, bà cầm áo. Đây, anh ơi, xách đồ vào đây. Vâng. Anh điện trong nhà. Ôi, trong nhà tối quá. À, hôm nay bà còn món đỗ này. Ui nhiều đỗ thế. Ui nhiều đỗ thế, đỗ nhà mình à? Không. Của ai đây? À nhà họ cho à. Mì tôm thì cắt vào xong hôm nào ăn sáng nhá. Con gà. Hèn này vui lắm nhỉ. Tí cô mổ cho ăn nhá. Anh ơi, anh chia cá khô với dầu gội ra. Hôm nay em mua khá là nhiều dầu gội nữa đấy. À, cho lợn này. Chồng đâu rồi chị? À đi làm về à? Đây mua cả dầu gội này, nhiều lắm này. Đấy, cho chị 1 cân cá khô. 1 cân cá khô. Vâng vâng. Anh chia dầu gội nữa. Các bạn gội cho mấy hôm trước xong gội những ngày nào cũng gội xong hết đấy. Mấy đứa này tắm chưa? À mới gội đầu à? Ê, em bé ạ. Ông Thành với lại ông Sinh đang kéo cái dây điện.
Thế nhà bà là tối om luôn rồi. Không nhìn thấy gì luôn. Ong đây rồi, xem quần áo nào. Đấy, tối mặc cái này cho mát nhá. Rồi, sáng rồi. Nhìn cho sáng nhỉ. Đâu nào? Anh Thành bắt đầu mổ gà. Ê, thế anh cầm con gà. Kết thúc cơ tư. Lửa đi, cái chân này. Mới mổ gà. Còn đâu thì với cô cháu mình ra đây nhặt đỗ một ít đỗ thôi. Vừa vừa thôi, để tối nay mình xào thêm hoặc luộc cũng được. Đây, cái nào không thành thì bỏ vào đây. Đây mình nhặt quả. Còn lại cái này thì mai dỡ nhà ấy nhỉ. Mình nấu. Đây, dính lông gà. Trời tối quá thì em Thành nhờ bạn nhà cháu. Bạn này cầm cái điện thoại hay Thành soi nữa. Cho sáng, hai cái điện thoại soi sáng. Ta cho mà. Ông hôm nay có phải đi chăn trâu không? Có. Có à? Mấy giờ về? 5 giờ. 5 giờ vừa về là vừa đấy. Ông tắm rửa vào đầu chưa? À hết giờ gội à? Tí này gội lại nhá. Tí gội nhá. Miến hay anh để đâu ạ? Miến vừa xách trong nhà hết rồi. À vâng. Không có mỡ. Ồ, hết mỡ à? Vâng. Nhanh xin còn mỡ anh? Có. Vâng, tí em xin ít nhá. Ok thôi. Mỡ dầu ăn cũng được. Vâng. Mỡ lợn tầm giờ này thì hiếm lắm anh nhỉ? Ôi, không có đâu. Mỡ lợn thì không có. Vâng. Thế hết mỡ thì mai trong quá trình làm nhà xem nào, mai mình mua được khoảng cái chai dầu to to đi, 5 lít đi nhỉ anh nhỉ? Cho nhiều. Nha, chị cho tự một triệu. Thêm một tí nữa là đủ. Ơ, như cái này này bà có thể làm giống này. Cách là yên này, nó còn nó đòi. À, vâng, vâng. Bà rụt cho em cái bếp này lửa cháy to một tí. Tí chuẩn bị xào nấu dễ dàng hơn đi cho nhanh. Hiện tại bây giờ xem nào, 7:30 rồi anh ạ. Trên vùng cao nhỉ, ăn cơm muộn lắm nhỉ. Nhà ông ăn cơm chưa? Chưa. Chưa à? Mẹ cũng đang nấu à? Tối nay nấu cá khô nhá. Cô vừa mang cá khô đấy. Rồi cá khô. Ôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Nốt cái này đủ. Ăn nốt cái đời rồi, cô nốt cái này. Hết nốt cái đấy thì đủ rồi. Ừ. Thế bê cái này đi vào trong nhà xong rồi để mai, trưa mai mình nấu cơm nhá. Vâng. À, cái này thì đổ đi. Hôm nay chắc là anh Điềm thuê nên là tối bọn trẻ con tắm hết nước à. Hôm nay anh đi làm gì ạ? Giúp cậu. Sáng nay giúp cậu nó làm bên lán. Giúp cậu làm lán xong là chiều à? Vâng, chiều đi đi hái quả chám á? Vâng. Ui, quả chám nó bây giờ hiếm lắm nhỉ, nhà ít có lắm. Còn dè nữa cơ. Anh ơi, ba bà cháu ấy nhỉ, may quá nhỉ, may cũng ở gần bà này. Nhau có gì bà không làm được gì chắc, anh sang giúp. Chắc anh cũng toàn giúp hết em nhiều tí ạ. Chờ làm việc lắc nhỉ, chờ với chờ thóc lúa à. Gì bà làm được anh nhỉ? Bà chắc không khênh đâu. Ngô với lại nhiều mình làm. Nặng à, và những cái nặng nặng thì cũng cậu. Ui ôi, ngô của bà nữa. Ôi, bà đang đun gì đấy ạ? Đây hộp. Đây hộp chắc nước à? Ôi, trong bếp chật quá, em phải bỏ đỗ ra ngoài thôi. Đây, nếu như mà làm nhà mà không mở rộng đất ra nhỉ? Chật quá. Chật quá. Vâng. Chật nóng lên rồi. Để em đi chặt gà đi nhỉ, anh xinh chắc xong đấy.
thớt để đây này, cái thớt để băm ý. À đây. Đây vào cái thớt. Ui. Thớt lõm hết rồi này anh. Này hai bên để lõm hết rồi. Ui. Thớt này là thớt cổ truyền anh ạ. Gan này. Hết này vào lấy cho cô cái bát con. Cái bát. Dao đâu ạ? Ừ. Dao nhà ông rồi. Đấy, có dao này. Dao nhà bà lõm hết là không chặt được. Chỉ nhà phụ cụ ấy. Ui, con dao này nhìn vậy thôi chứ thật ra là ui, cái thớt của bà. Chặt lại rơi hết thịt xuống ăn. Đây. Sao không? Không. Bà lõm quá. Nhà anh có thớt không? Cho chúng mượn đi. Cái thớt này như không chặt được anh ấy. Xin ạ. Thớt này của bà là không chặt được. Ui. Con gan này béo ấy. Đây, ui. Thân nhà ông thì cũng đúng bên này. Thân nhà bà một tí. Ui cũng vừa giống nhau. Đây, đồ, để vào đấy cơ xít nhá. Bác sạch không em? Đi rửa qua đã đi. Chắc sạch cơ mà. Bắt. Ra nhà ông này sạch thế. Này, em có thì không biết chặt thịt gà đâu. Ấy, rất mong là có gì sai sót là mọi người thông cảm nhé. Vừa vỡ thớt cái ong nhá. Cái ong có mấy cái thớt. Một cái à? Ui dồi. Con dao này tốt hết nhỉ. Ui, bắn cả vào anh. Ui dồi. Không để hai cái đùi cho kiết với hèn. Thôi chót chặt. Ui à. Mới còn dài thôi. Thôi để một cái là cho em được. Vâng, thế để một cái cho em. Cho em bé. Rồi em cảm ơn ạ. Ui rồi. Thất. Ui. Cái không dễ bỏ ra. Chào mẹ cho kia em tới rồi. Hôm nay là may là có bố ông ở nhà đấy. Ừ. Giúp đỡ làm cho nhanh đấy. Ôi giời, con dao sắc quá. Cô, nó lo rất lo là nào đắt chị được. Dài dài giống nhau thôi. Vâng. Rồi đập gừng nha. Cũng may là có con dao nhà em ông. Anh chị nhặt đỗ làm gì đây? À vào nhanh. Không, cùng ăn cơm. À, tối nay có món gì anh chị? Đây, món đỗ à, món đỗ nấu hay xào anh? À. Đâu đũa đâu Kiết? Đũa trên kia. Ui. Ui, cái bếp thơm quá anh ạ. Ui, cái gì đây? Sát vong à? Đây gà có mỡ đây nè. Em còn sẽ không cho mỡ ạ. Mì chính súp ở đâu? Chua trên kia. À đây mì chính đây. Muối đây. Cái bếp này nóng như lò than đấy. Nóng chưa anh? Như lò thiêu. Ừ. Ba bà cháu đun mỗi một cái bếp này thôi nhỉ? Ừ. Không có bếp thứ hai. Tại vì ba bà cháu không có gì đâu nấu với nhà anh nhỉ? Bữa cơm này cũng có rau này. Mỗi một món rau. Món ngô nữa, mấy mùa ngô nhỉ? Cho muối mì chính nhá. Dạ rồi, em vừa cho vậy. Này xem ba bà cháu có món gì đây. Ôi đỗ chiều này nữa này. Kiên nhá, con cô dặn cô này. Bữa ăn hàng ngày của mình ý. Cái này bà vừa nấu thôi. Không.
Không phải ấy. Bảo vợ nấu chưa lại. Ồ. Cái cho tí nước vào nhá. Tí, vâng. Nó không xé đâu, nóng quá. Ồ. Nóng ạ. Ngâm luôn cái nồi này. Xong rồi tí mình nấu lỗi rồi. Ôi, nhiều quá không? Một miếng này. Đâu, đông lắm. Để tí nữa cho... Đứa bên nhà không có nữa. Các bạn, vâng vâng đúng rồi ạ. Các bạn ở đây. Các bạn... Đúng rồi ạ. Rồi ngâm để đây thôi, tí mình rửa. Vâng. Xong là ngâm xong miếng là hen đi tắm đi nhá, hen nhá. Hem. Tắm đi không muộn, tắm tối không tốt đâu. Ok. Cái rau gì đấy ạ? Rau rừng ạ. À rau rừng à? Vâng. Để... À, thơm đấy. Chả biết rau gì, em cũng không biết rau gì. Lần đầu tiên em nhìn thấy đấy ạ. À, cơm đã chín rồi đây. May quá bà có cái nồi cơm điện. Để có xem. Đây. Một ít ạ. Ôi từ từ thôi. Đây để cô đảo đã nhá. Rồi một. Đây 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 cô đảo. Rồi, cất cáo đi cho cô. Đâu, để đâu? Đây. Đây nhá, để trên này cho sạch. Lửa to quá. Thế giờ để từ từ cho chín thôi. Hôm nay thịt gà lại người kho cháy cháy một tí. Đây để em có sẽ đeo. Không, nay em cho một ít rồi anh ạ. Hôm nay mình sẽ kiểu dạng như thịt gà rang khô ấy ạ. Một tí mình sẽ nấu canh miến anh ơi. Anh chắc quên canh miến rồi bá. Ui, cái nồi của bà ấy. Đây, để bên này. Bây giờ sẽ nấu miến nhỉ. Ngoài này thì vớt miến ra. Ôi đây cái nồi lõi nồi cơm điện cũ. Hành của anh đâu ạ? Anh ra để xem cái đũa này. Thiêu chưa anh ơi, chưa thiêu. Thôi thì cái kia mình để mai nấu đi. Thì mình có thể ăn cái này được. Bếp hơi thấp. Nếu bản thân anh coi cũng là người vùng cao. Nóng với chật chội. Đấy, vâng, thì bếp này thật sự thì đối cá nhân em thấy hơi thấp một tí. Nóng quá. Tay bên lại, tay bên kia. Một phần em thấy lo cơ, đang kiểu đang nấu dở ấy, đòn tay nhà gãy rồi. Nhỡ đâu đang nấu dở ấy, ngồi trong này sập sập nhỉ. Đây, bức tường này sắp đổ đây này. Đây này, anh nhìn xem cái chỗ. Này, bên này, cái cột bên này này. Nguy hiểm thế nhỉ. Này chỉ mong sớm có cái nhà mới kiên cố hơn để mà ở thôi. Không bản thân có em thấy cảm thấy là lo lắng thế cho ba cháu ý. Thế đỡ phải. Chưa được đâu, vừa to quá. Nào ba ơi, cháu nhật. Ui, chu. Xong rồi, nóng quá. Thế anh có múc thịt gà.
Anh ơi, múc cho nhà em ăn một bát nhỉ. Ồ. Anh ơi, bê giúp em bát thịt gà. Nóng nhá. Để em bê cái này, nóng ấy. Thóc không, nhà anh Sinh có biết ăn cơm chưa à? Ô sao tối thế? Nhà mình ăn cơm chưa à? Cho các bạn nhỏ bát miến này. Cho nhà mình bát ấy. Ôi, nóng quá, nhà mình cũng về sắp cơm đi nhỉ anh nhỉ? Đây, anh chị ngồi ăn đi. Vâng, anh chị ngồi ăn cơm nhá. Với em cơm bên này ạ. Vâng, các cháu ăn cơm nhá. Cháu xin cô à, cháu xin chú ngoan quá nhỉ ông ấy. Đi, đi kia là mình về ăn cơm đi. Cô ăn ở ngoài hay ăn ở nhà? Mình ăn ở nhà thôi ạ. Đây. Có cái bát để canh không ấy? Các cho vào xoong đi. Này bê kia lên mâm á. Cho cả xoong đi. Vâng, thế để lấy cái tờ giấy ở đây. Nhà cũng không đây có cái bát nào to. Vâng. Kê vào đây để cô để nồi cho đỡ đen. Cơm à. Khen lấy bát đi. Ba cơm à. Bát đi đây để em mang cho. Một cái. Hai. Ba. Bốn, năm cái bát đây anh ơi. Anh. Nhà có đây, bóng điện, có cái giấy báo đây ạ. Đây, để em có đi thêm bát đỗ nữa. Đây. Thế anh chuyển điện, không có cái gì cắm gì. Là ăn đấy à? Ăn thịt à? Thế cháu mời bà ăn cơm nhá, hai đứa ăn cơm nhá, anh Thành ăn cơm nhá. Vợ chồng em có ý, xin phép là mời quý cô bác ăn cơm với vợ chồng chúng em ạ, với cả nhà. Bà bảo cháu nữa, ăn cơm ạ. Vâng, nó mau đi lại. Thế bao lâu rồi, có nhớ không? 3 tháng. 3 tháng nay rồi không được ăn bữa thịt nào à? Vâng. Thịt lợn thì bây giờ đắt rồi. Để ăn cơm cá khô là may mắn lắm rồi nhỉ. Với lâu lâu hè là đi được bắt cá đúng không? Thế sao bà không thịt gà cho ăn? Vì gà ít lắm, bà để cho đi học thì bán để có tiền đi học. À, thế là 3 tháng nay cả nhà mình là không có thịt gà để mà ăn rồi, không có thịt để ăn. Đấy, thì nhà này bà cũng nuôi được mấy con gà thì bà cũng để dành. Để mấy nữa các em đi học là bán đi à, bán đi lấy tiền mua sách vở hay là cho các em ăn quà ấy nhỉ. Ôi, thương bà quá. Ôi, nó mau nhá bà nhá. Thì mấy đứa ăn thử cái món này nhá. Với bà mẹ. Với các cháu ăn đi. Ngon. Cái miếng đùi để tít rồi em tí gắp cho em. Không nhìn thấy. Anh ơi, bữa cơm này chắc là bữa cơm cuối cùng tại cái ngôi nhà cũ của bà nhỉ. Ngày mai là chúng em chuẩn bị dỡ nhà. Mà ăn cơm no nhé, mấy đứa ăn cơm no nhá. Không phải ngại đâu nhá. Thế ăn thịt ngon không? Có à. Này ớt. Có thể thử món đỗ của bà nha. Nghe quên mất không bà? Nay bữa cơm nhà mình là có gà này, đỗ này, bát miến. Mấy đứa cắp thịt ăn đi. Thịt no nhỉ? Bà không ngại anh nhắc rồi nhá. Nay cơm bà nấu ngon quá. Em thiếu gắp được không?
của Hèn mặc áo rách hết rồi. Áo cô chú mua đâu, sao không mặc? Lại đây. Chắc lại để dành đi học anh ạ. Dành đi học mà có quần áo, không có quần áo mới chắc lại dành. Để bà vào lấy cái chỉ khâu vào cho mấy cháu. Dạ. Này kia nhiều em nhá. Này cô quên mất là cô chặn, lỡ chặn được một cái đùi xong mới nhớ ra. Bạn miến à? Cái này phải gọi là bún chứ nhỉ, bún khô. Không phải miến à, không có nhầm. Ăn hết cơm cô lại sới nhá. Ăn cái này á? Đây cô lấy con. Có trộn canh không? Không. Không ạ, à, đây. Rồi, thêm ít ớt vào. Gấp ớt này. Bà nào trâu nhưng mà nhá. Nóng ạ. Cơm mà nó ngon đấy. Ngon. Ừ. Tám rồi. Ăn gắp thanh miếng này. Nóng quá anh nhỉ. Cái ủi lỡ kéo ra ngoài kia để cho sáng rồi. Đấy. Ớt này ngon lắm, em có hay quen ăn ớt rồi. Thành toát hết mồ hôi. À anh toát mồ hôi. Đằng kia có toát không? Không toát mồ hôi à? Chịu nóng tốt nhỉ. Hèm toát mồ hôi. Bà cũng toát mồ hôi. Mới bán cơm nhá. Ồ, nào trâu đi anh. Ừ, nó quá rồi, à. Là báo hai bát rồi. Một bát miến, một bát cơm à. Bát cơm. Vâng. À, ngon đấy, hôm nay em có cái lẩu vừa đấy. Anh lại cứ khen quá em, ừ. Em ngại. Dạ, hai cháu thấy ngon không? Ngon hơn bà lẩu không? Ngang bà. Ngang ngang bà, thế thôi. Em à, cố gắp thêm miếng thịt nữa. Hèn ăn thấy có khi ăn hèn ăn có thấy khác ba lẩu không? Đấy, cô cho miếng nữa này. Hả? Mà cá ăn được cua rồi, cá cua sao mà hả? Tôi em đang mải ăn. Cứ ăn đi. Cơm ra. Ui tiếng gì đấy anh nhỉ? Như tiếng ô tô đấy. Ô tô chở gạch à? Chắc là thế. Thế là tổng cộng hôm nay vợ chồng em gọi là 12.000 viên gạch. Thế ngoài kia là có 6.000 viên. Hồi căng nhỉ, hiện tại bây giờ là 8:30. Hôm nay mẹ ông còn kể chứ. Bình thường hai vợ chồng đi làm về muộn thì trẻ con ngủ hết rồi. Cứ chiều chiều các em nhỏ đi chăn trâu về là đói là ăn cơm. Đi ngủ luôn rồi. Còn đâu bố mẹ ăn cơm sau à. Có một vài hôm thì các em ngủ trước thôi. Chứ không phải là hôm nào cũng thế ạ. Tiếng khen mông. Bà lẩm máu lo nhá bà nhá. Hai đứa cơm no nhá, cô no rồi. Em có ăn nữa đi. Em no. Hai bát miến, một bát cơm. Đây không gắp được cô gắp cho. Ôi, đây đây. Đây. Đây, cô gắp thịt cho ạ. Bây giờ lên tay đi nha, Hèn nhá. Hôm nay với những cái cháu mua đây là tiền của nhóm chú Điền Vũ, gồm có là cô Mimi Trần và chị Kelly Nguyễn, chú Điền Vũ. Đấy, mọi cái chi tiêu thì em đã để bên này rồi. Cái phần đầu video ấy ạ, thì hôm trước chúng em có chi tiêu làm sân này, làm téc này, mua quần áo cho các bạn nhỏ thì còn hơn 3 triệu. Hôm nay chúng em
lại chi thêm nữa. Đấy, một lần nữa em có xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các mạnh thường quân, mọi người đã giúp đỡ cho ba bà cháu là có một cái ngôi nhà mới. Hôm nay thì bữa cơm cuối cùng ở cái ngôi nhà lụp sụp này rồi. Mai là mình sẽ chuyển đồ, mai sẽ dỡ nhà. Thì mình tạm thời mình cứ ở bên nhà cậu nhé, ngủ nghỉ ở đấy, ăn cơm ở đấy. Xong rồi đến bao giờ có nhà mới thì mình vào nhà mới ở nhá bà nhá. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng vợ chồng chúng em. Rất mong là quý khán giả sẽ để lại cái góp ý của mọi người xuống dưới phần bình luận video để vợ chồng em có thể là sửa những thước phim sau. Bây giờ tối rồi, cháu mùi cháy đây ạ. Vâng, cháu mùi cháy đấy nhá. Vâng, cháu mùi cháy đây, bà cứ làm máu nhá. Và cứ làm máu no, em ăn cơm no nhá. Ăn cơm no xong ngủ nhá, sáng mai là mình bắt đầu dỡ nhà chuẩn bị rồi. Vâng, vâng, vậy. Đây, chúng em xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Vợ Chồng Em Cói Lalin. Mùi cháy đây ạ. Mùi cháy đi, anh Sinh ơi, em mùi cháy đây ạ. À.